Hôm nay nguyên liệu mình gồm có cái này là con cá. Anh đã nhận ra được cá này cá gì không? Này là cá sạu. Cá sạu biển nha. Nghe cái tên nó hơi lạ ha. Mà cái tên của nó là vậy đó, cá sạu. Rồi, tiếp theo nữa. Đây mình có cà chua với hành. Thì món của mình bữa nay đó là món cá sạu kho cà. Món này cũng là lạ ha. Rồi, nay mình thử mình kho cà thử cái ăn nó như thế nào. Rồi, giờ mình chuẩn bị thôi. Bây giờ hành thì mình cắt ra, mình lấy cái đầu hành đó rồi mình phi cho nó thơm. Rồi bây giờ tới cà chua. Cà chua mình thì mình bỏ đầu. Cắt làm hai. Rồi mình cắt đôi. Tại cà chua này nhỏ nên cắt làm hai. Mình xài 4 trái cà chua. Rồi. Rồi, bây giờ mình bắt lửa lên. Đợi cho kia cái nồi của mình nó sôi. Nó đầu mình cho dầu vào. À, cái quên, cái nồi của mình nó nóng lên chứ. Rồi, cái nồi nóng rồi đó. Mình cho dầu vô. Này là đặng mình này là mình thắng nước màu, mình cho đường vào. Này là cách thắng nước màu rồi. Chút xíu nữa nó sẽ chuyển sang cái màu vàng trong gián. Chuẩn bị tắt bếp rồi chưa? Rồi mình tắt lửa. Mình nấu lâu quá, thắng lâu quá thì cái màu nó bị đen. Vừa vừa, cái màu nó vừa vừa tới là mình tắt được rồi, tắt lửa được rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình bỏ đầu hành vô cho nó thơm. Ốp luôn hả? Mình ốp luôn rồi vậy. Rồi bây giờ mình ốp luôn, mình cho nước mắm vô. Hai muỗng nước mắm. Tiếp nữa là mình cho đường. Một muỗng đường, mà cái muỗng loại muỗng nhỏ nha. Muỗng cà phê bột ngọt. Để muỗng cà phê muối. Rồi. Tiếp nữa là mình cho cá vô. Ướp luôn ha. Này là cá sạo nha. Cái tên nó nghe cũng không được hay cho lắm. Cái này là đem đi nướng ăn ngon lắm. Mình ớt có thời gian còn mình
mình đã khoảng 10 phút. Còn nếu không có thì mình có thể mở lửa ghi ghi coi cho mình cá cá nó thấm như gì không được. Rồi mình nấu chút xíu ha. Rồi bây giờ mình đợi. Rồi sau khoảng thời gian mình chờ đợi khoảng 7 đến 10 phút. Cái này có thời gian là phải lâu hơn chút, khoảng 15 phút cá nó mới thấm. Cái này mình kho hơi sớm tí, nên mình kho với lửa nó hơi riu thôi. Rất là thơm. Mùi hành nè với nước mắm thơm lắm. Này mình kho riu cho cá nó săn lại. Nó có mùi hành thơm ha, với nước mắm nó thơm. À, mình kho lửa riu riu rồi mình cho nó cá nó săn lại, rồi mình nhớ mình trở về cho nó thấm gia vị vô. Rồi giờ mình bắt đầu mình cho nước vào. Rồi tục mình kho tiếp ha. Rồi đến khi sôi lên, nước nó sôi lên. Này mình kho mình không có đậy nắp đâu. Nấu chút xíu thì cá nó chín. Rồi cá cũng đã chín rồi, bây giờ mình bắt đầu mình cho xà vô. Mình nấu thêm chút xíu nữa. Có cà chua vô nó chua chua ăn nó kích thích khẩu vị. Này ăn nó đỡ ngán lắm, có cà chua không? Xách hành này là vô đặng hồi chút xíu mình bỏ hành lá này vô. Rồi cà của mình cũng đã bắt đầu chín rồi, cá cũng chín rồi. Bây giờ mình cho thêm hành vào, hành lá mình bỏ vô. Có hành lá vô nó thơm thơm. Rồi mình tắt bếp luôn. Rồi món ăn của mình đã hoàn tất rồi đó.
Ừ, cái mùi rất là thơm ha. Cà chua này, có cà chua ăn đỡ ngán lắm. Rồi, món ăn của mình đã hoàn tất. Mọi người làm ăn thử nha. Cái món này mình cũng làm với món để mà mình thử thôi. Cá xào kho cà nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem.